Với rất nhiều những thành tích trong thời gian vừa qua thì giáo dục Việt Nam đã ghi danh vào nhiều bảng xếp hạng danh giá và lọt top những quốc gia có hệ thống giáo dục tốt nhất trên thế giới. Cụ thể, thông tin này được xác định bởi tuần báo kinh tế hàng đầu của nước Anh, The Economist. Nghiên cứu của đơn vị này cho biết, dù GDP bình quân đầu người của Việt Nam hiện nay chỉ ở mức 3.760 đô la Mỹ, tương đương khoảng 89 triệu đồng trên một năm, thấp hơn so với các nước cùng khu vực là Malaysia và Thái Lan, chỉ vừa đủ để chi trả cho các chi phí giáo dục của con cái. Tuy nhiên, con cái của các gia đình Việt Nam được học tập tại một hệ thống giáo dục có thể nói là tốt nhất trên thế giới. Điều này được phản ánh qua thành tích xuất sắc trong các cuộc thi quốc tế về khả năng đọc, toán và khoa học của học sinh Việt Nam. Dữ liệu mới nhất từ Ngân hàng Thế giới cũng cho thấy, xét về tổng điểm học tập, học sinh Việt Nam vượt trội so với các nước trong khu vực và thậm chí còn vượt qua học sinh ở Anh hay Canada. Điều đáng nói là điểm số của học sinh Việt Nam phân bổ đồng đều và không có sự chênh lệch giữa giới tính hay vùng miền như ở nhiều đất nước khác.